Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Ý Nhi lại gây tranh cãi khi được hỏi về quê hương Bình Định. Khi được hỏi về ba nhân vật nổi tiếng ở Bình Định, Ý Nhi đã nói gì khiến dân mạng dậy sóng? Mới đây trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền một đoạn clip khiến Hoa hậu Ý Nhi tiếp tục gây tranh cãi khi trả lời câu hỏi hãy kể tên ba người nổi tiếng quê ở Bình Định. Cô nàng đã trả lời rằng, tôi, nhà thơ Hàn Mặc Tử, nhà vua Quang Trung. Tuy nhiên, cách sắp xếp thứ tự đọc tên của Ý Nhi được đánh giá chưa phù hợp. Nhiều ý kiến cho rằng, Miss World Việt Nam 2023 chỉ mới đăng quang chưa lâu, độ phủ sóng không quá rộng rãi, nên cô không nên tự nhận bản thân là người nổi tiếng. Chưa kể, việc người đẹp tự đọc tên mình trước bị cho rằng thiếu tôn trọng đối với những nhân vật huyền thoại trong lịch sử nước nhà. Bên cạnh đó, một số khán giả nhận định đây là một phần giao lưu hỏi nhanh, đáp gọn, dẫn đến Ý Nhi không có kịp thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng về câu trả lời. Do đó, sai sót về thứ tự đọc tên là điều có thể thông cảm. Hoa hậu Ý Nhi trở thành tâm điểm của mạng xã hội sau các buổi phỏng vấn với truyền thông. Trong những ngày qua, Hoa hậu Ý Nhi đã nhận nhiều ý kiến trái chiều trong cách phát ngôn của mình trước các đơn vị truyền thông. Cô đã lên tiếng xin lỗi hai lần đến công chúng. Có thể thấy người đẹp còn thiếu kinh nghiệm giao lưu truyền thông, đồng thời sức khỏe không tốt dẫn đến không kiểm soát nội dung trả lời. Nhiều ý kiến cho rằng công chúng nên mở lòng, tha thứ cho lỗi lầm của người đẹp Bình Định. Em trai Hoài Linh nhắn nhủ Atifan sau ồn ào bên vực Hoa hậu Ý Nhi. Dương Triệu Vũ, em trai Hoài Linh, đã đăng tải clip ngắn thể hiện thái độ kèm lời nhắn nhủ với các Atifan. Sáng 2 tháng 7, nam ca sĩ Dương Triệu Vũ đăng tải clip ngắn và khẳng định đây chính là lời nhắn nhủ tới những người đang quấy rối anh trên trang cá nhân. Trong đoạn clip, Dương Triệu Vũ xuất hiện với gương mặt có phần không thoải mái. Anh nói, Dương Triệu Vũ xin chào các bạn, hiện tại Vũ đang ở trong sân bay. Video này Vũ muốn làm để gửi tới các bạn Antifan. Vũ chỉ muốn nói với các bạn là, các bạn quá dễ thương đi, nhảy cho coi nha. Dương Triệu Vũ nhắn nhủ Antifan. Ngay sau đó, nam ca sĩ nở nụ cười rạng rỡ và liên tục lắc lư theo nhịp điệu của ca khúc mà anh mới ra mắt. Cuối clip, em trai Hoài Linh còn để phụ đề với dòng chữ, sống an lành nha. Khi chia sẻ clip này, nam ca sĩ còn nhấn mạnh một vài lời nhắn nhủ đến các Antifan những ngày qua vào Facebook quấy rối, nói những lời không hay, tục tiểu với mong muốn làm tôi buồn lòng. Trước đó, Dương Triệu Vũ đăng tải dòng trạng thái bên vực Hoa hậu Ý Nhi giữa những ồn ào và miệng. Cụ thể, sau khi Ý Nhi và bà Kim Dung livestream giải thích về những phát ngôn gây tranh cãi của tân Hoa hậu, em trai Hoài Linh nhận định, sau khi xem đoạn trả lời của bé Ý Nhi, thật sự thấy thương cô bé này hơn, thấy em ngoan ngoãn, thật thà, nghĩ sao nói vậy, đúng với lứa tuổi một cô bé mới trưởng thành. Đừng bắt em ấy phải già hơn 10, 20 tuổi, khi lời nói kèm theo chiếc mặt nạ trở thành công cụ để làm vừa lòng mọi người, thật tội nghiệp. Dương Triệu Vũ còn nhắn nhủ Hoa hậu Ý Nhi, cố lên em nhé, showbiz này là một chặng đường đầy những bài học ra nước mắt, mong em luôn giữ mãi được sự trong trẻo như những ngày chập chững này. Dương Triệu Vũ từng bị phản ứng vì bên vực Hoa hậu Ý Nhi. Quan điểm này nhanh chóng gây bức xúc cho cộng đồng mạng, hàng loạt tài khoản thả biểu cảm phẫn nộ vào bài viết của Dương Triệu Vũ và để lại bình luận thể hiện sự bất bình với nam ca sĩ. Muốn bên vực thì cũng phải cân nhắc đúng sai, phải trái chứ anh trai. Anh nên tập trung vào đi hát thay vì bàn chuyện tư duy. Anh cũng là người của công chúng, cũng nên chú ý lời nói. Tốt nhất anh nên xóa bài này đi. Bên vực thế này là sai rồi anh ơi. Cứ cho là em ấy còn nhỏ dại thì phải dạy em ấy cư xử và ăn nói cho đúng chứ. Không phải bảo em ấy cứ giữ mãi sự trong trẻo này. Vốn rất yêu quý anh nhưng sau bài đăng này thì xin phép hủy theo dõi. Quá thất vọng về bài viết này của anh, hủy theo dõi từ hôm nay. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.